Xin chào các bạn đã đến với Tech Mag Việt Nam và đây là bản tin Tech Daily tối ngày 3 tháng 10. Và để mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với MC Hồng Nhi tại sự kiện. Xin chào các bạn, hiện tại thì Hồng Nhi đang có mặt tại họp báo của Canon. Và ngày hôm nay thì Canon giới thiệu hai sự kiện lớn của mình, đó là Canon Expo và Canon Marathon 2017. Và để biết sự kiện này diễn ra vào lúc nào và cách thức đăng ký ra sao thì hãy cùng theo chân Hồng Nhi nhé. Canon Expo 2017 là sự kiện triển lãm quy mô nhất từ trước đến nay của Canon tại Việt Nam. Canon Expo trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, giải pháp hàng đầu của Canon cùng nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sốc, bốc thăm trúng thưởng, hội thảo cùng với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng tại Việt Nam như là nhiếp ảnh gia Hải Đông, Hải Thanh, Bùi Quang Huy, Hồ Vũ, Nhật Hùng, Minh Hòa. Sự kiện sẽ được tổ chức từ lúc 9 giờ tới 20 giờ trong 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 tại sân vận động Hoa Lưu số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon Photo Marathon sẽ chính thức khởi động tại Đà Nẵng vào sáng chủ nhật tuần này, ngày 8 tháng 10 tại cung thể thao Tiên Sơn số 3 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 10 và Hà Nội vào ngày 5 tháng 11. Như vậy thì nãy giờ chúng ta cũng đã biết khá đầy đủ về thông tin của hai sự kiện lớn của Canon. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng tiếp tục theo dõi bản tin cùng với anh Sơn Rồng. Quay trở lại với trường quay của Tech Mag Việt Nam. Đến với thông tin tiếp theo. Tiền ảo đó là một loại tiền tệ không còn quá xa lạ với những dân châu cày chính hiệu hay những chuyên gia tài chính. Nhưng với những người nông dân ở thôn quê thì sao? Với vốn hiểu biết hạn chế thì đó lại là một thứ gì đó rất xa lạ. Chính vì vậy mà một số tổ chức đa cấp đã biến tướng và đang tận dụng vào trào lưu mới này để răng bẫy người dân gia nhập bằng cách gieo vào đó những ảo tưởng về một tương lai thoát nghèo. Cụ thể là một phóng sự từ chương trình VTV24 mới đây đã đề cập một cái tên khá lạ lẫm là Alloscon, gọi tắt là AOC, trong buổi họp hội thảo với phong cách khá quen thuộc của dân đa cấp núp bóng dưới cái tên câu lạc bộ AOC Bắc Giang, tổ chức đã chật kín người. Một người đàn ông tên là Nguyễn Tuấn Giả, được cho là chủ tịch câu lạc bộ AOC Việt Nam, đang say sưa thuyết trình về tương lai của AOC. Theo ông này thì các nhà khoa học nhận định tháng 5 2018 giá trị đồng AOC sẽ đạt mức 2 USD, nhưng tới năm 2020 giá trị của nó sẽ tăng vọt tới 300 USD. 18 đồng AOC sẽ tiến tới 2 đô. Năm 2020, đồng tiền AOC nhảy gấp lên 300 đô. Theo những người dân tại Bắc Giang thì đầu tư vào AOC là cách để thoát nghèo chỉ sau vài tháng. Chả thế mà không ít người dân chân lấm tay bùn sau khi được mời tham dự hội thảo về loại tiền ảo này đã không ngần ngại cắm sổ đỏ, cắm đất, cắm nhà, lấy hàng trăm triệu đồng để đập hết vào đó với hy vọng hàng tháng sau sẽ mang gánh để gánh tiền, hay đơn giản là mỗi tháng sẽ được ít nhất hàng chục triệu đồng tiền lãi. Cũng ngay sau hội thảo này thì không biết có sắp xếp hay không, nhưng đã có nhiều người sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng vào AOC. Và có lẽ nếu đây là sự thật thì đó chính là cách đào tiền ảo hữu hiệu nhất thế giới hiện nay mà các chuyên gia đầu ngành nên học tập. Trí tuệ nhân tạo đang cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của nó, mặc cho nhiều ý kiến vẫn đang dè bỉu khi cho rằng chúng chỉ là những phần mềm vô tri vô giác, nhưng thành tựu mới trong nghiên cứu AI của các nhà khoa học Đại học Nam California mới đây sẽ khiến chúng ta cần phải suy nghĩ lại khi họ công bố về việc đã huấn luyện thành công một AI để tiên đoán xem đến bao giờ thì mối quan hệ yêu đương của bạn sẽ chấm dứt. Hay chưa? Và có lẽ đây cũng là cứu cánh cho cuộc tình đang bên bờ vực đổ vỡ của bạn cũng nên. Theo như bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One, mình chả biết đọc là gì, thôi cứ đọc như vậy đi, cho biết AI này đã được huấn luyện bằng cách nghe buổi tư vấn tâm lý tình cảm của 134 cặp đôi, rồi các chuyên gia cung cấp cho nó thông tin về tuổi thọ của từng mối quan hệ. Tuổi thọ tức là yêu nhau bao lâu ấy, không phải là tuổi thọ của những người yêu nhau là bao giờ chết đâu nhá. Nó sẽ tìm hiểu xem họ trao đổi với nhau trong bao lâu, và hệ thống trí thông minh nhân tạo này quan tâm tới việc họ sử dụng giọng điệu như thế nào, chứ không phải dò xét theo từng câu chữ hay là ngữ cảnh. Sau đó thì để AI tự phân tích theo cách của nó, và kết quả chính xác đến đáng kinh ngạc khi dự đoán gần như đúng toàn bộ kết quả các cặp đôi đã tham gia tư vấn. Do đó thì trong tương lai, nhiều khả năng sẽ có thêm một ngành nghề nữa bị trí thông minh nhân tạo chiếm mất, đó là nghề thầy bói, hoặc xa nữa là người phán xử. Và đến với thông tin cuối cùng, Google thực sự là một công ty có nền tảng quảng cáo khổng lồ, chiếm 42% thị phần quảng cáo trên toàn thế giới, cao hơn bất kỳ một đơn vị nào khác. Điều này có được là nhờ mạng lưới thu thập thông tin của người dùng khổng lồ mà đế chế công nghệ này đã có được thông qua các banner quảng cáo. Những quảng cáo của Google dựa trên lịch sử duyệt web, sở thích, thông tin tài khoản cá nhân của người dùng và các thuộc tính khác theo thuật toán của Google.
Do đó thì Google có thể biết rất nhiều thông tin về bạn, và đôi khi điều đó thật sự là đáng sợ. Dù sao thì tin mừng là có vẻ như Google cũng nhận ra điều đó và đang cho phép người dùng tắt quảng cáo hiển thị của bên thứ ba. Theo đó thì tính năng của Google này bao gồm một tùy chọn báo cáo rằng quảng cáo đã biết quá nhiều. Và Google sẽ nhận diện điều đó, rồi họ sẽ không dùng cùng một quảng cáo trên bất kỳ thiết bị hoặc trình duyệt nào mà bạn đăng nhập tài khoản Google của bạn sau đó. Hiện tại thì Google chỉ cho phép người dùng tắt hoặc tùy chỉnh việc cá nhân hóa quảng cáo trong cài đặt tài khoản trên trang của Google. Bên cạnh đó thì người phát ngôn của Google mới đây cũng cho biết là người dùng cũng có thể chặn các nhà quảng cáo hay các quảng cáo riêng lẻ trên các tìm kiếm của Google, YouTube, Gmail và các trang web độc lập thông qua các công cụ được tích hợp sẵn. Vâng, quả là một ngày có rất nhiều thông tin thú vị, ví dụ như là thầy bói AI hay là Google cho phép chúng ta tắt quảng cáo. Đó là những thông tin mà theo mình là sẽ có ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất trong ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin ngày hôm nay thì hãy chia sẻ với TechMark bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tối ngày mai.